là dâu nhà mình tròn 7 tháng tuổi. Càng lớn thì dâu càng có xu hướng vui vẻ, hoạt bát. Dâu rất là hay cười và rất là thích tìm hiểu khám phá thế giới xung quanh. Vì dâu rất là nghịch, thế nên là mình thường chọn những cái đồ nào có chất liệu co giãn, thấm hút mồ hôi. Thì khi đó dâu vận động, hoạt động sẽ thấy thoải mái. Thế còn về mẫu mã thì mình thường chọn những mẫu nào tối giản thôi. Tại vì cả hai bố mẹ dâu cũng đều là những người mặc quần áo rất là tối giản. Có em bé thì chắc chắn là không thể nào mà ngủ nướng cuối tuần, cũng không thể thích là xách ba lô lên là đi chơi được. Điều đấy không sai, nhưng mà nếu được chọn lại thì chắc chắn là mình vẫn chọn có dâu. Bởi vì dâu đến và nhắc nhở mình là lúc nào cũng phải vui vẻ, yêu đời và dành thời gian cho những người yêu thương của mình. Thật ra thì bây giờ mình cũng chưa biết là dâu thích gì. Nhiều lúc cũng muốn có thể đi về tương lai để xem là sau này dâu có phong cách gì. Từ đấy thì mình mặc đồ theo phong cách mà dâu thích. Nhưng mà chắc điều đấy cũng không cần nữa. Tại vì khi mà mẹ chọn đồ cho dâu thì thấy dâu rất là hớn hở. Thấy dâu như vậy là mình biết là mình đang nuôi dưỡng phong cách cho dâu mỗi ngày.